Alo. Alo. Đây là cục cảnh sát giao thông. Bạn có một biên lai cần nộp phạt. Đây là thông báo cuối cùng gửi đến cho bạn. Vui lòng bấm phím 9 để được hỗ trợ. Vui lòng bấm phím 9 để được hỗ trợ. Alo, phòng cảnh sát giao thông đường bộ xin nghe ạ. Có gì không anh ơi? Anh có nói qua đây có vấn đề gì hay không? Tại vì thấy có một cái cuộc gọi đến mình nè. Nên mình không biết có chuyện gì mà